Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 1 tháng 5 sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề và nhận xét về công cuộc cải tổ giáo triều của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Xuân Khánh sẽ thuật lại gương sống đức tin giữa những thử thách trong cuộc sống hàng ngày của Thánh nữ Elizabeth Ann Seton. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tuấn Thành phụ trách về đề tài ơn kính sợ Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức. Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ Hiệp hội Nghiên cứu và Liên đới với các bệnh nhân bị bệnh họa hiếm. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 30 tháng 4 dành cho 62 thành viên Hiệp hội Một đời sống họa hiếm. Một tổ chức theo đuổi mục tiêu liên đới xã hội, hỗ trợ việc nghiên cứu khoa học bảo vệ sức khỏe để chăm sóc những người bị bệnh họa hiếm, đặc biệt là những người bị hiệu chứng gọi là Allan-Houdon-Doppler, một thứ bệnh chậm trí liên quan đến nhiễm sắc thể X. Ngỏ lời với các thành viên hiệp hội, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng ngưỡng mộ ý chí của những gia đình có con cái bị bệnh họa hiếm, liên kết với nhau để đương đầu với tình cảnh tiêu cực và cố gắng cải tiến cuộc sống ấy. Ngài nhận xét rằng các hội viên đã cố gắng nhìn những khía cạnh tích cực. Mỗi cuộc sống con người là duy nhất. Đức Thánh Cha nói, cái nhìn tích cực này là một phép lạ tiêu biểu của tình thương. Chính tình thương thực hiện điều này là biết nhìn điều thiện hảo trong một hoàn cảnh tiêu cực, biết bảo tồn ngọn lửa bé nhỏ giữa đêm tối. Tình yêu cũng thực hiện một phép lạ khác nữa. Đó là giúp chúng ta cởi mở đối với tha nhân, có khả năng chia sẻ, liên đới, cả khi ta chịu đau khổ vì một thứ bệnh hoặc một hoàn cảnh nặng nề, làm hao mòn sức lực trong cuộc sống thường nhật. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn Chúa vì sáng kiến đi 700 cây số từ nhà của nhiều hội viên để đến Roma ngày hôm nay, một cuộc bộ hành cho sự sống và hy vọng. Roma lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ kính mình máu Thánh Chúa tại một khu phố bình dân ngoài Roma. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết Chúa Nhật mùng 3 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường trước nhà thờ giáo xứ Thánh Monica ở Ostia gần bờ biển, cách Roma khoảng 30 cây số. Tiếp đến là cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa đến nhà thờ Đức Mẹ Bonaria gần đó. Đây là lần đầu tiên Ngài cử hành lễ này ngoài Roma và là lần thứ hai vào ngày Chúa Nhật, theo lịch riêng của giáo phận Roma. Cho đến năm 2016, lễ mình Thánh Chúa được cử hành trên thềm đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Roma lúc 7 giờ chiều ngày thứ Năm, theo lịch chung của giáo hội, do Đức Giáo Hoàng Urbano IV thiết lập năm 1264, nhắc nhớ ngày thứ Năm tuần Thánh. Sau đó là cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa đến nhà thờ Đức Bà Cả, cách đó hơn một cây số. Vatican, Chúa Nhật mùng 6 tháng 5 tới đây, 33 tân vệ binh thị sĩ sẽ tuyên thệ để bắt đầu phục vụ tại Tòa Thánh. Buổi lễ sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều tại Sân Thánh Damaso của Dinh Tông Tòa. Trước sự hiện diện của các hồng y, giám mục, các thành viên giáo triều Roma và đại diện ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, ngoài ra, có đông đảo các đại biểu Quốc hội Liên bang và Tiểu bang của Thụy Sĩ. Đức cha Charles Moredo, giám mục giáo phận Fribourg, Lausanne và Geneva sẽ đại diện giáo hội Công giáo Thụy Sĩ tại buổi lễ. Ngày 6 tháng 5 được chọn để cử hành lễ tuyên thệ hàng năm của các tân vệ binh Thụy Sĩ. Tưởng niệm biến cố ngày 6 tháng 5 năm 1527, 147 vệ binh Thụy Sĩ đã hy sinh tính mạng để bảo vệ Đức Giáo Hoàng Clemente thứ Bảy trong vụ Roma bị cướp phá. Trong số 33 tân vệ binh sẽ tuyên thệ, có 24 người nói tiếng Đức và 9 người nói tiếng Pháp. Năm nay không có tân vệ binh nào nói tiếng Ý. Cũng liên quan đến Thụy Sĩ,
Ngày 21 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ đến thành phố Geneva để viếng thăm Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô có trụ sở tại đây và cử hành thánh lễ cho các tín hữu Công giáo. Ban tổ chức cho biết đã bắt đầu nhận đăng ký của các tín hữu muốn tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha, cử hành chiều ngày 21 tháng 6 tại khu vực triển lãm gần phi trường thành phố Geneva. Munich, chính quyền bang Bavaria ở miền Nam Đức đã quyết định tất cả các công sở phải treo thánh giá kể từ ngày 1 tháng 6 tới đây. Trong thông cáo ngày 24 tháng 4 vừa qua, chính quyền bang này thuộc Đảng Liên minh Xã hội Kitô CSU khẳng định rằng thánh giá là biểu tượng nòng cốt căn tính văn hóa Kitô và Tây phương của chúng ta. Đảng này là chi nhánh ở bang Bavaria của Đảng Liên minh Dân chủ Kitô Đức CSU, cũng là đảng của bà Thủ tướng Angela Merkel. Thủ tướng bang Bavaria ông Markus Söder nói rằng thánh giá là sự công nhận cụ thể lòng gắn bó của chúng ta đối với các giá trị căn bản và trật tự pháp lý xã hội của bang Bavaria. Tuy nhiên, quyết định của chính quyền bang này gây tranh luận nơi một số người. Đức cha Ludwig Schick, tổng giám mục giáo phận Bamberg ở miền bắc bang Bavaria, cảnh giác chống lại sự hiểu sai về biểu tượng. Ngài nói, thánh giá không phải là một dấu chỉ căn tính của một nước hay một bang. Đúng hơn, đó là một dấu chỉ của Thiên Chúa dành cho con người để dạy họ học yêu thương và liên đới. Khi chúng ta thấy cánh tay mở rộng, chúng ta cũng phải hành động như vậy và xây dựng một nền văn minh tình thương. Theo Đức Tổng Giám Mục, thánh giá không loại trừ nhưng bao gồm. Nếu thánh giá không phải là một dấu hiệu tôn giáo, thánh giá cũng không phải là một sự vi phạm nguyên tắc trung lập về tôn giáo. Roma, trong tháng 4 vừa qua, có 8 linh mục trong giáo hội bị giết trên thế giới. Vụ mới nhất là cha Mark Antoli Waza Ventura, 37 tuổi, bị bắn chết lúc 8 giờ 15 phút sau khi dâng thánh lễ tại thành phố Gatanran, tỉnh Cagayan, bên Philippines, sáng Chủ nhật 29 tháng 4 vừa qua. Thủ phạm đã bắn cha hai phát, rồi tẩu thoát bằng xe mô tô với một tên đồng lõa. Đức Tổng giám mục Romulo Valles, Chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines, đã lên án vụ sát nhân dã man này và mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho cha Ventura, thân nhân và các tín hữu trong giáo phận. Các giám mục cũng kêu gọi chính quyền mau lẹ hành động để truy nã và đưa các thủ phạm ra trước công lý. Cha Ventura là giám đốc cứ điểm truyền giáo Thánh Isipro và được biết đến nhiều qua các hoạt động chống lại các công xưởng khai thác quặng mỏ trái phép và bênh vực các thổ dân bản xứ. Cha Ventura là linh mục Công giáo thứ 8 bị giết trong tháng 4 này. Trước đó là cha Juan Miguel Contresta Garcia, 33 tuổi, bị sát hại hôm 20 tháng 4 vừa qua. Hai kẻ lạ mặt đã đột nhập thánh đường ở thành phố Tlajomulco de Zuniga, ngoại ô thành phố Guadalajara, bắn chết vị linh mục và tẩu thoát. Cha Contreras Garcia mới thụ phong và thay thế một linh mục khác bị đe dọa giết. Đây là linh mục thứ hai bị giết trong tuần qua tại Mexico. Vị thứ nhất là cha Ruben Alcantara Diaz, đại diện tư pháp của giáo phận Iscalin, bị giết hôm 18 tháng 4 vừa qua trong một nhà thờ ở vùng thủ đô Mexico. Tòa Tổng giám mục giáo phận Guadalajara đã ra thông cáo bày tỏ kinh hoàng về vụ sát hại cha Contreras Garcia và yêu cầu chính quyền cấp thiết điều tra để làm sáng tỏ vụ sát nhân này. Tại bang Jalisco ở địa phương, đang có băng đảng ma túy Nueva Generación, thế hệ mới hoành hành và là nơi xảy ra nhiều vụ đụng độ và những vụ mất tích. Trong vòng 8 năm qua, đã có ít nhất 23 linh mục bị giết tại Mexico và 4 vị tính từ đầu năm nay. Từ tháng 12 năm 2006, chính phủ liên bang Mexico phát động chiến dịch hành quân bài trừ ma túy và từ đó đã có 200.000 người chết, theo thống kê chính thức. Ottawa, hai giáo phận thuộc bang Ontario, Canada đã bị gộp lại thành một giáo phận duy nhất vì số linh mục và việc thực hành đạo giảm sút. Hôm 27 tháng 4 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh thông báo, Đức Thánh Cha đã quyết định sáp nhập giáo phận Alexandria Cornwall
vào Tổng giáo phận thủ đô Ottawa và đã bổ nhiệm Đức cha Terence Thomas Prendergast, 75 tuổi, làm Tổng giám mục giáo phận Alexandria Cornwall, Ottawa. Đức Tổng giám mục Prendergast thuộc dòng tên và là Tổng giám mục giáo phận thủ đô Ottawa từ 11 năm nay. Cách đây 2 năm, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ giám quản tông tòa giáo phận Alexandria Cornwall với sứ mạng nghiên cứu việc sáp nhập giáo phận này vào Ottawa. Trong thư gửi các tín hữu sau khi quyết định của Đức Thánh Cha được công bố, Đức Tổng giám mục Prendergast cho biết số linh mục giảm sút cùng với việc thực hành đạo suy giảm đã đưa tới việc sáp nhập này. Ngài cũng nhắc đến những thay đổi về dân số và nhu cầu song ngữ của giáo phận. Ontario là bang đông dân nhất tại Canada với 13.500.000 người, và Tổng giáo phận Ottawa có khoảng 404.000 tín hữu công giáo, với 272 linh mục và 990 tu sĩ. Với sự sáp nhập giáo phận vừa nói, Tổng giáo phận này có thêm 56.000 tín hữu công giáo và 29 giáo xứ, với khoảng 30 linh mục. Tallinn. Trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm nay, tại ba nước vùng Baltic, giai đoạn Estonia có tính chất thờ sai nhiều nhất. Đức cha Philip Jourde, giám đốc tông tòa Estonia, tuyên bố như trên với hãng tin Agiprensa bằng tiếng Tây Ban Nha hôm 18 tháng 4 vừa qua. Trong ba nước Baltic, Lithuania là nước có đa số dân theo công giáo, 80% trên tổng số 2.800.000 dân. Tiếp đến Estonia có 390.000 tín hữu công giáo, tức là 17% trên tổng số 2 triệu dân, trong khi Estonia chỉ có khoảng 7.000 người công giáo. Hồi năm 1991, khi chế độ Cộng sản Liên Xô sụp đổ tại Estonia, nước này chỉ có 2.500 tín hữu công giáo. Trong bối cảnh đó, ngày chót trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha được dành cho Estonia, và đây là chặng có tính chất thừa sai nhiều nhất và cũng là một thách đố lớn. Vì 75% dân nước Estonia, tức là gần 1 triệu người, tuyên bố mình không theo một tôn giáo nào. Phần còn lại có gần 15% theo chính thống giáo và 10% theo Tin lành Luther. Đức cha Jourdain người Pháp hy vọng sứ điệp của Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm sẽ góp phần canh tân nội tâm và mang lại một sự thức tỉnh tinh thần cho dân chúng. Từ thập niên 1990 trở đi, sau khi Estonia được ổn định, trào lưu dư vật cũng giảm sút bành trướng. Trong bối cảnh đó, câu "Hồn tôi ơi, hãy thức dậy" đã được chọn làm khẩu hiệu cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cộng hòa Estonia. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề "Vài nhận xét về công cuộc cải tổ giáo triều" của Đức Thánh Cha Francisco. Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Tư tuần qua 25 tháng 4, Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha đã nhóm khóa họp thứ 24 và phần lớn khóa họp được dành để cứu xét dự thảo tông hiến mới về giáo triều Roma. Cơ quan này quen được gọi là Hồng Y C9. Trong số 9 Hồng Y thành viên có Đức Hồng Y George Pell người Australia vắng mặt. Và như thường lệ, Đức Thánh Cha hiện diện trong các phiên họp sáng chiều trong 3 ngày, ngoại trừ sáng thứ Tư, Ngài bận tiếp kiến hơn 20.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phaero. Ông Greg Burke, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, việc soạn tông hiến sắp hoàn thành và các hồng y cố vấn sẽ đệ lên Đức Thánh Cha để Ngài tham khảo ý kiến trước khi phê chuẩn chung kết. Tông hiến này sẽ thay thế tông hiến mục tử nhân lành được Đức Thánh Cha John Paul II ban hành ngày 26 tháng 6 năm 1988. Trong số các đề tài được bàn đến trong dự thảo tông hiến có nhấn mạnh đến những điểm như giáo triều Roma nhóm phục vụ Đức Thánh Cha và các giáo hội địa phương.
đặc tính mục vụ trong các hoạt động của giáo triều. Việc thành lập và tiến hành phân bổ thứ ba của Phủ Quốc vụ Khanh về các nhân viên ngoại giao của Tòa Thánh. Việc loan báo tin mừng và tinh thần truyền giáo như viễn tượng đặc thù trong các hoạt động của toàn thể giáo triều Roma. Qua thông cáo này, chưa ai có thể nói được khi nào tông hiến mới về giáo triều Roma sẽ được công bố, vì còn phải hoàn tất việc soạn dự thảo rồi qua giai đoạn tham khảo ý kiến trước khi Đức Thánh Cha chấp nhận và cho công bố. Theo ký giả Andrea Gagliarducci, một quan sát viên tường tận về các hoạt động tại Tòa Thánh, trong một bài đăng trên mạng Monday Vatican, Vatican ngày thứ hai, đăng ngày 23 tháng 4 vừa qua, thì nhìn tổng quát, người ta nhận thấy tất cả những cải tổ của Đức Thánh Cha Francisco về giáo triều hiện nay chỉ xoay quanh các vấn đề thực hành. Một số cơ quan Tòa Thánh được điều chỉnh lại để tiết kiệm chi phí. Cũng vậy, đối với việc cải tổ kinh tế của Tòa Thánh, theo đề nghị của hai ủy ban do Đức Thánh Cha Francisco thiết lập vào đầu triều đại của Ngài, về Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, và về cơ cấu quản lý tài chính. Việc cải tổ các cơ quan truyền thông của Vatican cũng nhắm hai mục tiêu, một là tiết kiệm tài chính, hai là để đáp ứng các nhu cầu mới của khán giả, thính giả, độc giả, đặc biệt qua các phương tiện truyền thông mới. Vấn đề cải tổ thông tin trong giáo hội cũng đã được bàn tới trong các phiên họp của Hồng Y Đoàn trước mật nghị bầu giáo hoàng hồi tháng 4 năm 2013. Phải chăng việc cải tổ các thủ tục ấy thực sự cần thiết? Đặc biệt là, đó có phải là sự cải tổ thực sự mà Đức Giáo hoàng Francisco mong muốn hay không? Câu hỏi này là điều hợp pháp, vì Đức Francisco luôn nói về sự hoán cải mục vụ, và theo chương trình hành động được đề ra trong tuân huấn mới, công bố với tựa đề Hãy vui lên và hân hoan, Gaudete Exultate. Văn kiện này chiếu rọi ánh sáng và phẩm giá bình đẳng của mọi vấn đề liên quan đến giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Tuy rằng dường như tông huấn được đề ra như một nhu cầu trả lời cho những lập trường phê bình thường được nêu lên đối với Đức Giáo hoàng Francisco. Theo ký giả Gagliarducci, việc cải tổ cơ cấu của Đức Giáo hoàng dường như đang bị khựng lại. Thực vậy, cuộc cải tổ kinh tế bị kẹt vì sự vắng bóng của Đức Hồng y Giorgio Pell, Bộ trưởng Kinh tế. Ngài xin phép nghỉ để về Australia, bảo vệ thanh danh chống lại những lời cáo buộc. Đúng hơn là những lời vu khống cho rằng Ngài đã lạm dụng tính dục trẻ em cách đây hơn 40 năm. Ngoài ra, Đức Tổng Thư ký Bộ Kinh tế Alfred Suarez, người Manta, đã được phong Tổng Giám mục và cử đi làm sứ thần Tòa Thánh tại Hàn Quốc. Cơ quan kinh tế cũ là Sở Kinh tế vẫn chưa bao giờ bị hủy bỏ, tuy rằng nó không còn chính thức hiện hữu nữa. Và trong thực tế, không có chủ tịch cũng chẳng có Tổng Thư ký được bổ nhiệm cho cơ quan này. Việc cải tổ ngành truyền thông Vatican nhắm tăng cường hình ảnh Đức Giáo Hoàng và đã đầu tư những nỗ lực lớn lao việc đề ra và thực hiện cổng thông tin Vatican trên Internet, cũng như quy trọng tâm thông tin vào Đức Giáo Hoàng Francisco. Nhưng tiến trình này như bị khựng lại vì Đức ông Dario Eduardo Vigano từ chức bộ trưởng sau khi tìm cách vận động 11 nhà thần học để chứng minh Đức Francisco có nền thần học riêng và là một nhà thần học sâu sắc. Nhưng Đức ông bị hẫng vì Đức Nguyên Giáo Hoàng không viết thư giới thiệu bộ sách của 11 thần học gia, vì trong đó có một vài nhà thần học chuyên chống đối huấn quyền của các vị giáo hoàng tiền nhiệm và của chính Ngài. Sau khi từ chức, Đức ông Vigano được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm trợ lý, Ascensore, như nhân vật thứ ba của bộ này, sau Bộ trưởng và Tổng Thư ký. Hiện nay, vị Bộ trưởng mới chưa được bổ nhiệm và Đức ông Tổng Thư ký tạm thời điều khiển bộ. Trên trang mạng của bộ này vẫn chưa ghi tên ai là giám đốc biên tập. Trước đây, Đức ông Vigano tạm thời đảm nhận chức vụ này. Ký giả Andrea Gagliarducci nêu câu hỏi, phải chăng vấn đề nội dung biên tập đã trở thành điều thứ yếu? Hai bộ mới được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập là Bộ Thăng Tiến Phát Triển Nhân Bản Toàn Diện và Bộ Giáo Dân Gia Đình và Sự Sống. Hai bộ này còn ở trong giai đoạn hình thành, củng cố thế đứng và xác định các lập trường cũng như thẩm quyền mới, đồng thời cố gắng hội nhập và hòa hợp công việc của các hội đồng trước đây được gộp vào hai bộ này. Vẫn theo ký giả Gagliarducci,
dường như Đức Giáo Hoàng Francisco không quan tâm nhiều đến những cải tổ ấy. Ngài muốn đề ra một hình ảnh tốt, nhưng điểm mà Ngài nhấn mạnh nhiều là thay đổi não trạng trong giáo hội, và sự thay đổi này có thể diễn ra như thế nào? Trước tiên, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh đến những vấn đề mà Ngài nghĩ là bị lu mờ, ít được để ý cho đến nay, đặc biệt là các vấn đề của người nghèo và những người ở ngoài lề xã hội. Vì thế, trong tông huấn Hãy Vui Lên và Hân Hoan mới công bố, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc bảo vệ sự sống không được làm giảm sự chú ý đến người nghèo. Từ đó có hai cải tổ đặc biệt dưới triều đại Đức Đương Kim Giáo Hoàng là cải tổ Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống và cải tổ Giáo Hoàng Học Viện John Paulo II về hôn nhân và gia đình. Tháng 6 tới đây, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống sẽ tổ chức hội nghị về đạo đức sinh học hoàn cầu, mở rộng mối quan tâm của đạo đức sinh học về những vấn đề xã hội, theo như tông huấn mới của Đức Thánh Cha, Hãy Vui Lên và Hân Hoan. Tiếp đến, Giáo Hoàng Học Viện John Paulo II sẽ có quy chế mới, và mới đây, học viện này đã lập một ghế giáo sư mới gọi là Vui Mừng và Hy Vọng, với mục đích nhấn mạnh nhiều hơn đến các khoa xã hội trong các vấn đề đạo đức sinh học. Cùng với những điều trên đây, Đức Giáo Hoàng xúc tiến việc thay đổi tiêu chuẩn chọn các giám mục với những đức tính và đường hướng mới cần có, nghĩa là khi chọn các ứng viên giám mục thì cần chú ý hơn đến những người dấn thân mục vụ hơn là những nhân vật nổi bật về văn hóa và đạo lý. Đức Giáo Hoàng phần nào đã theo tiêu chuẩn này khi chọn các hồng y mới, và Ngài không nhất thiết phong hồng y cho các vị giám mục tại những tòa lớn từ trước đến nay vẫn do một hồng y coi sóc. Có tin nói là vào tháng 6 tới đây, có thể Đức Thánh Cha sẽ bổ nhiệm hồng y mới và có 6 hồng y cử tri dưới 80 tuổi. Sau đợt bổ nhiệm này, số hồng y cử tri do Đức Thánh Cha Francisco chọn sẽ vượt quá 50% tổng số hồng y có quyền bầu giáo hoàng. Nhưng tất cả những cải tổ ấy không đi qua hội đồng các hồng y cố vấn và dường như tách rời khỏi việc cải tổ giáo triều. Việc cải tổ giáo triều phần lớn là cải tổ cơ cấu. Dường như Đức Giáo Hoàng đi một con đường song song và không gặp con đường cải tổ. Cả hội đồng hồng y cố vấn Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập dường như là một cuộc cải tổ không hoàn thành. Các hồng y thảo luận và đưa ra những đề nghị, nhưng không thể quyết định điều gì. Xét cho cùng, chỉ có vài hoạt động được tiếp tục. Đó là lý do tuần lễ cải tổ của Đức Giáo Hoàng Francisco chỉ là một tuần lễ thảo luận không đưa tới quyết định nào. Đó là cách thức hoạt động cải tổ của Đức Giáo Hoàng. Và thực tế, dường như Đức Giáo Hoàng không quan tâm đến việc cải tổ cơ cấu. Cũng nên nói thêm rằng, trong tiến trình cải tổ giáo triều, hiện có một dự án được nghiên cứu, đó là thiết lập các tòa án miền để xét xử ở cấp thứ nhất những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Hiện nay, Bộ Giáo lý Đức Tin là một thứ tòa án xét xử những vụ lạm dụng này, nhưng Bộ có quá nhiều vụ phải xét ngay từ cấp thứ nhất. Việc thiết lập các tòa án miền như thế đang được thảo luận và Hội đồng C9 cũng cứu xét. Nếu quyết định được đề ra về vấn đề này, thì có hai điều thuận lợi. Một đàng, bảo tồn được đặc tính trung ương của Bộ Giáo lý Đức Tin, và đàng khác, các tòa án này sẽ tạo nên một sự nối kết tốt hơn với thực tại địa phương. Thuyên chuyển thẩm quyền về Roma đối với những vụ lạm dụng như thế bắt đầu được thực hiện từ đầu năm 2000. Hồi đó, những vụ lạm dụng như thế được xử ở bệnh viện địa phương dưới thẩm quyền của Bộ Giáo sĩ. Nhưng những vụ ấy không được báo cáo về tòa thánh. Vì thế, đã xảy ra những vụ che đậy kinh khủng và những vụ thuyên chuyển các linh mục lạm dụng từ chỗ này sang chỗ khác, khiến cho các tội ác gia tăng. Nay ý hướng lập tòa án miền không phải là tái tản quyền về địa phương, nhưng đúng hơn là đưa trung ương về một số vùng địa phương để đẩy nhanh thủ tục chống lại những vụ lạm dụng khi chúng xảy ra. Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh sẽ thuật lại gương sống đức tin giữa những thử thách trong cuộc sống hàng ngày của Thánh nữ Elizabeth Ann Seton. Hồi tuần đầu tháng 1,
Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đã mừng kính mẹ Elizabeth Ann Seton, một trong số ít các thánh người Mỹ. Mẹ là người đầu tiên sinh tại Hoa Kỳ được Giáo hội Công giáo tuyên thánh. Mẹ Seton cũng như bất kỳ vị thánh nào khác, không chỉ đơn thuần là những nhân vật được tạc thành bức tượng, không liên quan gì đến chúng ta. Thật ra, các thánh cũng sống cuộc sống thật, chịu đựng những đau khổ thật và thương yêu bằng trái tim con người thực sự với tất cả những vết sẹo và nỗi buồn của riêng mình. Cách nào đó, những người thánh thiện, từ chỗ được hiểu là những anh chị em của chúng ta, đã bị xem như những người xa lạ và chỉ được ngắm nhìn xa xa. Tuy nhiên, các thánh là những người bạn với sự hiểu biết và giúp đỡ của các ngài dành cho chúng ta. Một trong những lời mời gọi chúng ta đến với các ngài là lời mời của thánh Elizabeth Ann Seton. Khi chúng ta nghĩ về câu chuyện của một vị thánh và một nữ tu, chúng ta thường không nghĩ đến những vấn đề liên quan đến chồng con, thất bại về tài chính, chết chóc và tang tóc, khủng hoảng đức tin và thất bại. Nhưng thánh nữ Seton đã trải qua và chịu đựng tất cả những thánh giá này. Giữa khó khăn thách thức, thánh nữ Seton đã chiến đấu để nhận thấy sự quan phòng của Chúa và cố gắng để sống bằng đức tin của mình. Cách sống này không phải lúc nào cũng dễ dàng đối với thánh nữ, nhưng ngài hiểu rằng đó là con đường đúng đắn và đã cố gắng tìm cách theo con đường này. Elizabeth Ann Seton sinh năm 1774, 2 năm trước cuộc chiến, thuộc một gia đình giàu có học thức ở New York và theo Anh giáo. Năm 19 tuổi, cô kết hôn với một doanh nhân trẻ thành đạt tên là William Seton. William và Elizabeth Ann rất yêu nhau và họ có 4 người con. Nhưng thật đáng buồn, niềm vui này sẽ không kéo dài. Các vấn đề kinh doanh và tài chính bắt đầu làm cho gia đình trẻ trở nên căng thẳng. Elizabeth Ann chia sẻ những lo lắng của chồng mình. Những đêm không ngủ, những ưu phiền lo lắng kéo dài là những thánh giá mới đối với họ. Khi cha của William qua đời, thì đôi vợ chồng trẻ lại chăm sóc cho một số thành viên trong gia đình. Tiền bạc vì thế bị tiêu tốn phân tán hơn nữa. Trong cùng khoảng thời gian này, cha của Elizabeth Ann cũng qua đời, và bà rất đau buồn trước nỗi đau lớn lao về sự mất mát này. Cuối cùng, vợ chồng William và Elizabeth phải tuyên bố phá sản. Sức khỏe của William không khá hơn và người ta nghĩ rằng sự thay đổi khí hậu có thể giúp anh ta, nên Elizabeth Ann đã đưa chồng đến Ý. Dù khả năng tài chính của họ rất eo hẹp và gặp khó khăn, nhưng Elizabeth Ann đã đưa chồng đến Ý vì quan tâm lo lắng cho sức khỏe của chồng mình. Tuy nhiên, William đã không qua khỏi và đã vĩnh biệt cuộc đời. Elizabeth Ann bước vào một thời kỳ tối tăm trong đời. Bà cố sức để tìm câu trả lời và tin vào sự quan phòng của Chúa. Đó là thời khắc của sự nghèo khổ khủng khiếp về tinh thần và bối rối nghiêm trọng đối với Elizabeth Ann. Bà trở nên ốm yếu và gần như đã chết. Trong bóng tối của cuộc sống đó, bà đã bắt đầu yêu mến Giáo hội Công giáo, tìm thấy an ủi lớn trong vẻ đẹp và học thuyết của giáo hội. Khi trở về lại Hoa Kỳ, Elizabeth Ann đã gia nhập Giáo hội Công giáo và tìm từ việc cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích, các câu trả lời. Sau đó, Elizabeth Ann còn chứng kiến cái chết của nhiều người thân yêu, trong đó có 2 đứa con của chính mình. Thông qua nhiều linh mục, Elizabeth Ann đã thành lập các trường công giáo khác nhau. Khi những phụ nữ trẻ đến theo Elizabeth, Elizabeth Ann đã trở thành một nữ tu và cuối cùng đã thành lập tu viện của riêng mình, trong khi vẫn chăm sóc cho những đứa con. Elizabeth Ann nhận được tước hiệu Mẹ Seton. Qua tước hiệu này, mẹ được khắp nơi biết đến cho đến ngày nay. Những nỗ lực của mẹ Seton trong giáo dục công giáo không phải lúc nào cũng được hoan nghênh hay thành công, nhưng mẹ vẫn tiếp tục hy vọng và không ngừng chiến đấu. Niềm tin của mẹ Seton buộc mẹ phải nỗ lực hết mình để cải thiện và nâng cao hệ thống trường công giáo mới nổi ở Hoa Kỳ. Cuộc đời mẹ Seton thật không dễ dàng. Mẹ có mọi lý do để từ bỏ và không tin. Tuy nhiên, khi phấn đấu trong cuộc sống, mẹ đã tìm thấy những phản chiếu về nước Chúa và không ngừng tin tưởng.
mẹ sẽ tần sống và làm việc để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người xung quanh, đặc biệt là những người nhập cư không được hưởng nền giáo dục hoặc người nghèo bị lãng quên của xã hội. Chứng tá phục vụ của mẹ sê tần như một mô hình cho chúng ta về ý nghĩa của việc tin tưởng, ngay cả giữa những nỗi buồn và đấu tranh thử thách, và chiến đấu để sự thiện chiến thắng và mang lại hòa bình. Gương sáng đức tin của mẹ sê tần vẫn giúp chúng ta ngày nay, chỉ dẫn cho chúng ta cách sống đức tin một cách năng động trong cuộc sống hàng ngày, giữa những thử thách và khó khăn. Trước khi kết thúc chương trình, Trong một đời sống tâm linh, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Ơn kính sợ Chúa. Kính thưa quý vị thính giả, sau khi đã trình bày đạo lý về bảy ân huệ thánh linh dựa trên các bản văn kinh thánh và sự giải thích của các giáo phụ, đặc biệt khi áp dụng và tiến trình đời sống tâm linh, từ hôm nay chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từng ân huệ một. Ở mỗi mục, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu 4 điểm sau đây. Thứ nhất, từ ngữ. Thứ hai, bản chất. Thứ ba, chân phúc tương ứng. Và thứ 4, thực hành. Chúng ta bắt đầu với ơn kính sợ Chúa. Dựa theo câu lời Kinh Thánh, kính sợ Chúa là khởi điểm của sự cao minh, Thánh Định 111 câu 10. Các tác giả Chú Đức đặt ơn kính sợ và cấp bậc khởi đầu của hành trình tâm linh. Thứ nhất, từ ngữ. Danh từ Timor tiếng Latin có thể dịch sang tiếng Việt bằng nhiều danh từ hoặc động từ khác nhau. Sợ hãi, sợ sệt, run sợ, khiếp sợ, hoảng sợ, kinh khiếp, kinh hoàng, kinh hãi, hãi hùng, v.v. Dĩ nhiên, có nhiều cấp độ khác nhau trong các cảm xúc vừa kể. Có thứ sợ mà ta có thể dùng lý trí để phân tích đánh đo. Có thứ hoảng hốt khiến cho ta không còn làm chủ được chính mình nữa. Ở đây, chúng ta không muốn phân tích cái sợ dưới khía cạnh tâm lý, nhưng giới hạn vào cái sợ của con người đối diện với Thiên Chúa. Nói chung, xét theo tâm lý tự nhiên, sợ là phản ứng của con người đứng trước một điều xấu cam go. Nó đã được triết gia Aristotle xếp vào một trong những nội dung. Khi một điều xấu trở thành mối đe dọa, thì gây ra sợ hãi và ta muốn tránh lánh. Còn nếu cảm thấy mình có sức đương đầu, thì ta cảm thấy liều lĩnh xông tới. Đối lại với hy vọng hoặc thất vọng nếu đối tượng là một điều tốt cam go. Vấn nạn được nêu lên là Thiên Chúa đâu có đáng sợ, bởi vì Ngài đã đấng toàn thiện chứ không phải là điều xấu. Thánh Thomas trả lời rằng Thiên Chúa là sự thiện tuyệt đối, cho nên Ngài là đối tượng cho chúng ta trông mong chứ không phải là đối tượng cho chúng ta sợ. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rằng Ngài đã đấng uy nghiêm chính trực, không thể dung tha các tội lỗi ở nơi chúng ta. Vì vậy, chúng ta sợ sẽ bị Ngài trừng phạt. Thật ra, đối với Thiên Chúa, thần học đã phân biệt 4 thứ sợ khác nhau ở nơi con người. Sợ thế gian, sợ của nô lệ, sợ của con cái, sợ yêu thương. Thứ nhất, sợ thế gian. Nói đúng ra, những người này sợ thế gian hơn là sợ Chúa. Vì thế, họ thà phạm tội còn hơn là chịu thiệt thòi ở đời này. Đó là thứ sợ của một tín hữu chối bỏ đức tin trước sự tra tấn của lý hình. Thật ra điều này cũng xảy ra mỗi khi chúng ta phạm bất cứ một tội nào, bởi vì chúng ta chiều theo một sở thích nào đó như là tiền tài, địa vị, khoái lạc. Chúng ta sợ mất những lợi lộc thế gian hơn là sợ mất Chúa. Thứ hai, sợ nô lệ. Khác với cái hạng thứ nhất, sợ thế gian hơn là sợ Chúa, cái hạng thứ hai sợ Chúa, hay đúng hơn, họ sợ bị Chúa phạt. Thứ sợ này được ví với thái độ của người nô lệ, không dám làm trái ông chủ vì sợ bị đánh đòn. Giả như mà ông chủ không sợ trừng phạt, thì chưa chắc gì hắn sẽ tuân lệnh ông chủ. Giả như không có hỏa ngục, thì chắc là tôi sẽ phạm tội. Nói cách khác, hắn sợ hình phạt
hơn là sợ ông chủ. Thứ ba, sợ mất Chúa. Hạng thứ ba, tránh phạm tội vì sợ mất Chúa. Đây là thứ sợ của người con yêu mến Chúa như là cha và không muốn bị tách rời khỏi kẻ mà mình yêu mến. Tuy rằng nó cao hơn cấp độ thứ hai, nhưng mà vẫn còn bất toàn. Bởi vì mối tình đối với Chúa vẫn còn gắn với phần thưởng hoặc hình phạt. Thứ bốn, sợ làm mất lòng Chúa. Đây là thứ sợ của người con hiếu thảo. Họ tuân hành ý muốn của cha vì muốn làm đẹp lòng cha, chứ không phải vì hình phạt hoặc phần thưởng. Họ có thể nói rằng, giả như không có thiên đàng, con vẫn mến Chúa. Giả như không có địa ngục, con mới sợ Chúa. Ân kính sợ Chúa không thể nào áp dụng cho hạng thứ nhất sợ thế gian, hoặc hạng thứ hai sợ nô lệ, nhưng mà có thể áp dụng cho hạng thứ ba sợ mất Chúa mặc dù còn bất toàn, và chỉ phù hợp với hạng thứ tư sợ của người con hiếu thảo. Bản chất của ân kính sợ. Chúng ta hãy tìm hiểu bản chất của ân kính sợ và những công hiệu của nó. Thứ nhất, nền tảng kinh thánh. Chúng ta có thể gặp thấy nhiều thứ tâm trạng sợ hãi khác nhau của con người đối với Thiên Chúa ở trong Cựu Ước. Có thứ sợ hãi khiến cho con người muốn tránh mặt Thiên Chúa vì thấy mình tội lỗi. Điển hình nhất là hai nguyên tố đã trốn chạy Thiên Chúa sau khi phạm tội. Chúng ta có thể xếp vào loại này sự sợ hãi vì cơn thịnh nộ của Thiên Chúa dành cho kẻ phạm tội. Có thứ sợ hãi khác khi con người đối diện với Đấng Cực Thánh, như là trường hợp thần hiện. Ông Jacob ở Bethel, sách sáng thế 28-17. Ông Môi-se trước bụi người gai lửa, xuất thải 3-6. Ông Isaiah trong đền thờ, Isaiah 6-5. Đối lại với cái tâm trạng này, Thiên Chúa trấn an, đừng sợ. Có thứ kinh sợ mà Kinh Thánh đã muốn cho con người phải khắc ghi trước mặt Thiên Chúa. Hỏi Israel, Thiên Chúa, Đức Chúa của anh em, có đòi hỏi anh em điều gì khác đâu? Ngoài việc phải kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi theo đường lối của người, yêu mến phụng thờ người hết lòng hết dạ, giữ các mệnh lệnh của Đức Chúa và các thánh chỉ của người mà tôi truyền cho anh em hôm nay để anh em được hạnh phúc. Đệ Nhị Luật chương 10 câu 12-13. Qua bản văn này cũng như nhiều bản văn tương tự, lòng kính sợ Thiên Chúa được kinh thánh hiểu như là tôn kính, vâng phục và nhất là yêu mến. Đây là sự kính sợ đáng được khuyến khích và cầu xin. Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. Thánh Vịnh 19:10. Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan, sáng suốt thay kẻ thi hành như vậy. Thánh Vịnh 111:10. Phần con đây, nhờ tình Chúa bao la, được bước vào nhờ Chúa, con hết lòng kính sợ, hướng về đền thánh mà phụ phục tôn thờ. Thánh Vịnh 5 câu 8. Bước sang tân ước, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa là Cha nhân hậu, nhưng cũng cảnh cáo rằng hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong quả ngục. Matthew 10:28. Các sách Tin Mừng ghi lại các chinh phúc trong các lời giảng của Chúa Giêsu, nhưng mà cũng không bỏ qua những khốn thầy, nghĩa là vô phúc. Điều này khá rõ rệt ở Luca khi ghi lại bốn cái khốn liền với bốn cái phúc, hoặc là cái khốn dành cho thành phố không đón tiếp tin mừng. Matthew gồm các lời khấn dành cho kinh sư và khai về Hoài Đức Siêu vào một chương 23 từ câu 13 tới 37. Chứ dù biết rằng tình yêu trọn hảo thì đẩy lui sự sợ hãi, thứ nhất của Gioan chương 4 câu 18. Nhưng mà bao lâu tình yêu còn bất toàn thì sự kính sợ vẫn còn cần thiết. Đừng kể sự sợ hãi hình phạt mà các thánh tông đồ không bỏ qua trong các lời huấn dụ, chẳng hạn như lời cảnh cáo người giàu ở Gia-cô-bê chương 5 câu 1 tới câu 5. Nhưng mà các ngài nhấn mạnh tới sự sợ hãi của con cái, sợ mất lòng cha mẹ mình, Roma 8:15. Thánh Phaolô viết cho các tín hữu Philippe như sau: anh em thân mến, anh em là những người luôn luôn vâng phục, không những khi tôi có mặt mà nhất là bây giờ khi tôi vắng mặt. Anh em hãy biết run sợ mà gắng sức lo sao cho mình được cứu độ. Thưa gửi Philippe chương 2 câu 12. Ân huệ thánh linh. Chúng ta tạm định nghĩa ơn kính sợ Chúa, hoặc có khi có người dịch là ơn quý kính như thế này. Ân huệ kính sợ là một tập quán siêu nhiên. Nhờ đó, người công chính, dưới sự hướng dẫn của thánh linh,
cảm thấy cung kính trước tôn nha Thiên Chúa, ước ao suy phục ý Chúa và tránh xa tội lỗi vì sợ mất lòng Chúa. Khi đối chiếu với các ân huệ khác, ơn kính sợ được xếp ở cấp độ thấp nhất, bởi vì xem ra nó mang tính tiêu cực hơn là tích cực. Theo nghĩa là nó không phản ánh một ưu phẩm siêu việt của Thiên Chúa, tự như là các đức cao minh thâm hiểu chỉ giáo, nhưng chỉ là một cái phản ứng của con người trước nhan ngại. Khi đối diện với đấng cực thánh, các thù thạo, kể cả các thiên thần, đều suy phục tôn thờ vì cảm thấy sự thấp hèn của mình. Đây là tâm tình kính sợ được Kinh Thánh nhiều lần mô tả khi con người được Thiên Chúa mặc khải. Chẳng hạn như ngôn sứ Isaiah, chương 6 câu 5, và kể cả Đức Mẹ Maria nữa, Luca 1, 29-30. Đối như vậy ta có thể nói rằng, đó là một ân huệ mà Thánh Linh ban cho chúng ta. Nói đúng ra, Thánh Linh mặc khải cho chúng ta biết sự thánh thiện và uy nghi của Thiên Chúa. Một khi đã nhận ra sự thánh thiện đó, con người cảm thấy gớm ghét tội lỗi bởi vì thấy chúng trái ngược với Thiên Chúa là đấng tốt lành. Lòng kính sợ ở đây là hiệu quả của lòng yêu mến Chúa, khác với sự sợ hãi của kẻ nô lệ. Chúng ta không sợ Chúa, nhưng mà sợ rằng mình có thể xa cách Thiên Chúa do bản tính yếu đuối của mình. Bản chất của ân huệ này sẽ được sáng tỏ hơn khi được đối chiếu với các nhân đức và chân phúc, như sẽ nói ở trong các bài tới. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.